Kim Tuyên, Kim Tuyên. Nè, muốn gây rối hả? Kim Tuyên, cho anh ấy vào đi, anh ấy là bạn tôi. Chuyện này là sao hả? Em vừa mới gọi tôi là gì? Thì là bạn. Tôi láo, tôi là người đàn ông của em. Buồn cười, người đàn ông của tôi không phải là một ông giáo quèn sợ vợ đâu, cậu Đức à. Em nói hay lắm, đúng là không hổ danh giọng ca quanh về, như rót mật ngọt vào tai. Em chửi mà anh nghe cứ như là hát vậy. Dạ, em cảm ơn anh. Tôi đã mua nhà, giờ còn bao nhiêu thứ trên người của cô? Không phải là của tôi mua cho cô hay sao? Mày dám mà nói với tôi như vậy? Chỉ có tiền thôi thì không đủ đâu cậu Đức, cậu ngây thơ quá. Cô đúng là chỉ có anh mới che chở được cho em. Đàn ông xấu xa, bắt nó bỏ tù cho tao. Đủ đi. Dạ. Thả tôi ra, thả tôi ra, thả tôi ra.